Nói đi. Cất đi còn lúc còn dùng. Ok, đi đâu? Thằng mấy? Tải lắm. Cho em cất nguyên sẻ trên rồi nhá. Nguyên quá. Ừ. Anh mở bánh đi. Không xước bánh chứ. Nó vẫn vali ra ta bắt nó vẫn không xước bánh. Cái này này chọc rồi. Chả vâng. Hỏng rồi, hỏng luôn rồi à? Lôi mối ở bên. Không nào. Cái mối này như vừa làm hắn rồi nhỉ? À đúng, thì rút ra. Kìa kìa. Rút ra nó đổ đục phát rồi. Ờ, nó hỏng cái đầu đấy không? Hỏng đâu nào? Nên khác xong rồi đi quay xong rồi xử lý cái đấy. Thì bây giờ cắm thử vào sờ đây em giặt. Được ấy, Chiến được ấy. Sáng đi thì Chiến mặc một chiếc áo trắng. Yeah. Bởi một phép màu nào đó mà lúc chiều về Chiến mặc một chiếc áo cháo lòng. Thế tôi quay phim không cầm cái bộ này các bạn. À, tôi cứ tỉ à. Nó ra thành này. Mấy nơ thủng cái chỗ áo đấy. Tập le lại đâu rồi? Đèn nhà mình cái nào nó cũng trột nhỉ? Phải luôn. Le nó làm gì? Cái đấy là giao dịch của đấy không em này quay phim à? Áo. Rồi sáng thế. Đây là phòng của anh Hiếu. Nhưng mà sao ít người hiện có hiểu đấy bao tiền cái lên lắm? 8.000. Đặt lên, đặt lên phải chuột. Mua 10 cái bán 6.000. 8.000 một cái này á? Đắt nhờ. Mua 10 cái bán thành 6.000 một cái. Cho không nên đánh cho thế. Đấy nghe tiếng mà bọn chỉ con nó thích. Cái này là cái gì? Cái nỉ buộc tóc của thằng Leo. Cái này gọi là cái gì Thảo? Scrunchie. Cái gì? Scrunchie. Scrunchie nghĩa là cái gì? Scrunchie. Scrunchie nghĩa là cái gì Lâu? Scrunchie. Chỉ biết tên gọi là như thế là không biết nó là cái gì. Nhưng mà tao gọi là cái gì buộc tóc được không? Cái đấy là đeo tay mà. Nhưng mà nó lấy cái đấy để nó buộc tóc lại. Thằng Leo nó dùng cái đấy để buộc tóc mà. Thằng Lê lại xuống nhà rồi, thằng Lê không quay phim rồi, thằng Lê ăn đấm rồi. Lòng ngồi chân bẩn quá Lòng ơi. Cái ở ngoài suốt ngày thì bẩn. Đóng cửa vào điều hòa mấy. Úi xài ơi. Đợi nhà cho anh nhá. Úi xài ơi. Cho con Thảo. Trời. Anh Hiếu ơi, đứng đây. Các, đây Hiếu đang giấu à? Anh lười chỉ thây, anh thế nào lười chỉ thây. Đứng dậy lấy nước thì nền gạch nó cắn chân anh mà cũng đã say. Anh ăn gì rồi đi? Hey, anh gì? Ôi trời ơi. Anh bước xuống sàn nhà, chú sợ anh cắn chân à? Phải sai. Đúng. Anh đúng là cái. Ta vào căn mặt từ cả chơi. Nước ngoài à? Nước đây cho. Đây. Anh lừa nó vừa thôi. Lừa. Đi ăn lừa chỉ thay thôi. Nước đây. Anh lừa chỉ thay ra. Anh bước xuống nền gạch, sợ gạch nó cắn chân anh mà anh phải sai. Anh nhìn thấy không? Bước xuống gạch sợ cắn chân à? Mệt. Nước đây. Anh ngửa tránh hơi ra. Anh đi lấy nước. Anh sợ gạch nó cắn chân anh mà anh thử thay. Lớp thoại. Được chưa bằng hoàn cái cho 5 lít một câu thoại. Một câu thoại được. Bọn em nghe hoàn. Mà hôm nay vẫn còn chèo kiếm tiền. Kiếm tiền nhưng mà không làm được. Mà hôm nay anh vẫn còn chèo. Hôm nay lại mất tiền. Không, nó không mất gì cả, nó được nhưng mà nó không được bao giờ. Khi mà làm trao vô kiếm tiền nhưng mà không được. Mà đây, nước đây. Anh lừa trẻ thơi ra. Anh đi lấy nước á, sợ gạch nó cắn vào chân là mà anh cứ phải sai em. Anh đúng lúc này, không bỏ ra cái này. À, cần biểu cảm tao. Cặn là khi thằng Hiếu đưa ra phát mẹ. Anh thì kiểu ôi ôi đấy trời ạ. Nước đây là mẹ ở đây rồi, ok. Nước đây. Anh giờ chỉ thay thôi, ok. Trời. Nước đây. Anh lừa chạy thay ra. Anh nhìn thấy nước sợ lạnh là tắm nước chân. Nó kịch bản nó có hình đống cứt là nào không? Nó bảo nó không nhèm đâu. Nó sợ không được. Yeah.
Nước đây. Đâu? Anh lừa chạy thây ra, anh đi đến nước, sợ gạch đang cắm chân anh à mà anh xả. Mấy núp rồi. Nào, bây giờ con đèn mua đi, con đèn như thế nào, cái đấy cặp nào. Chưa hết cả.
thì đẹp trai nhất nhà luôn rồi. Mà thôi. Ừ, dạy mồm dẻo ngắn như suy nếp ấy. Mà như hôm trước anh bảo đấy, tiền đâu đấy? Đây 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 đến lúc Thảo chỗ tay mồi thoại đấy. Tiền bố bán lan được đấy. Bố trả bố có tiền. Tao không tiền thì bố bán được lan. À rồi. Tao thì không có tiền thật. Nhưng mà bố bán được lan, bố cho mày tiền bố bán. Tao thì mày thích huy hiệu không thích máy. Tao đấy tiền đấy, tao mua huy hiệu rồi. Thoại. Ui. Ui. Cái gì đấy? Ui. Ừ không. Thế tiền đâu đấy? Thế ra sướng Thảo rồi. Tiền đâu đấy? Không có tiền mà. À không có tiền, tiền đâu đấy? Tao không có tiền thật. Nhưng mà tiền bố bán lan được đấy. Bố cho mày tiền mua váy. Xong rồi tao thấy mày thích huy hiệu và thích váy. Nên tao lấy hết tiền đấy, tao mua huy hiệu thôi. Ui. Mặc gì mặc? Ồ, ai biết nhỉ? Tao cho luôn còn thưởng đi cho mặc tạ. Kịch bản nào toàn không cứt kia. Sao vẫn phải đi qua đây? Cô đi Sài Gòn rồi. Cô đi cô Nam Phiến rồi. Nam Phiến. Ai biết nhỉ? Thế mặc cái gì trời? Mặc gì? Trời. Trời. Thử con nhạc quá ấy. Không biết. Nhạc cược ấy. Mặc cái gì trời đái hả trời? Mặc gì được mày chứ người ta biết sao được. À, tao cho mượn cái quần thủ mít của tao mà mặc. Đây không có. Mỗi thoại cũng không dạy trắng chung luôn. Bỏ cái đeo cái này tao đi, cái bồ là nào mà mặc được cái nha. Đấy, cái này cất những cái đồ của bà đi. Nhìn nè, cái áo này một người. Các bạn thấy không? Hỏng mắt đèn. Hỏng mắt đèn. Mua mắt đèn. Mua cho rồi mắt đèn. Chứ thế nào? Chứ hết cả rồi. Đầu Long gì đóng cửa bên ngoài ban công phòng đóng cửa nhé. Dừng hết cả đầu. Chưa đây tao mở ra, tao phi hành ấy tao mở ra đấy. Thì phi hành mới bị nhỏ. Hành thì tao phi cho phải cứng. Tao không biết. Mày á, tao bảo là cứ mỗi khi chọn cái đóng máy là mày bước mẹ áo tầm 1 rồi. Đâu lên. Cắt, đi đặt con đứa mẹ tầm 1 rồi. Chưa bảo hay không thôi. Quá tuyệt vời đấy, các bạn đấy, em gái từ đấy các bạn ạ. Em gái em gái. Nào, tao bảo gần mặt nhá. Ừ. Tao đi gần mặt đấy, nào. Theo bố. Mua cái đèn mua cho rồi, mua cái đèn luôn rồi. Mua cái đèn. Sao biết? Mần. Đấy, không bố. Ôi trời. Đấy, các bạn ạ. Hỏng cũng mất đèn. Mua cho rồi cũng mất đèn. Thế là như nào? Dừng kết cả đầu. Trời là nó chuẩn bị phi tầng 1 này, phi tầng 1 này. Giữ hết cả đầu thì của ta cũ quá.